Rồi, đây cũng là cái video Full HD 60fps nhé. Con iPhone 11 Pro Max thì chắc nó cũng ra lâu rồi, nhưng mà mình thấy nó vẫn còn khá là ngon. Ôi, chung của con iPhone mình cảm giác nó ngon hơn cả con V60. Rồi, mình đang đi bộ đây. Rồi, đến đây mình sẽ chạy lại phát nhỉ. Hôm nay chạy lại đường này bao nhiêu lần rồi. Rồi, mình sẽ chạy lại nhá. Chạy đây. Ok. Rồi, mình sẽ chuyển lên 4K xem nó thế nào nhé. Rồi, đây là cái video bằng cam trước Full HD 1060 nhé. Còn iPhone 11 Pro Max vẫn còn ngon lắm các bạn. Rồi. Cái con này cắm trước được lên được 4K luôn. Để tí nữa mình sẽ test cái 4K luôn. Rồi. Ok, mình sẽ quay lại và mình chạy nhé. Ok, mình sẽ chạy nào. Ok, họ chạy thế thôi, mình sẽ chuyển lên 4K chẳng thế nào. Rồi, thì đây là cái video 1080 60fps nhé. Cái con 11 Pro Max nhìn quay đêm vẫn ổn lắm các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy này, màu lá cây này. Nó hơi ám vàng, con Pro 11 hơi ám vàng một tí. Rồi, mình sẽ đi tiếp. Chạy thử các bác nhé. Chạy nào. Và các bác có thể thấy độ rung, chống rung của hai con như nào. Rồi, còn mình sẽ đi bộ thôi. Thì các bác có thể nhìn thấy tán lá cây nó... Cái con V60 vẫn bệt. Còn con Pro Max chi tiết tốt hơn. Kể cả cái ánh bóng điện như thế bác có thể thấy. Rồi, cái con Pro Max chỉ có đến 4K thôi, tí mình sẽ thử cái video 4K xem thế nào nhé. Rồi, ok. Rồi, đây là cái cam trước ở Full HD 60fps. Thì cảm giác là cái con Pro Max nó hơi tối hơn thôi, chứ còn mình thấy chi tiết của nó cũng rất là tốt. Đó, các bác có thể thấy. Đó. Rồi, ok, đấy nhá.